Năm qua đã làm được gì? Các bạn báo cáo tôi xem. Năm qua em đã quá mệt vì nhiều việc xếp giao. Năm qua em có cạn kiệt vì KPI siết chặt. Năm qua em rất ngập ngừng, hồ sơ sổ sách không bơi. Năm qua tôi có được gì sau những lần tôi ra việc? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua, doanh thu ấy khai rồi thì còn buồn gì nữa ha. Còn cả mai đắt lịch tương là không dễ vẫn tăng cao, nghe khá bất ngờ. Dù áp mới xa đời, dù là đôi thủ cũng khá căng, chỉ cần đóng lòng là được tốt ngay mới hay ghê. Thành công bước đầu bậc chỉ là thử thách thôi, đón chào thứ tha. Năm qua xếp giao việc gì cho người trong bét on. Em luôn luôn hết mực cho mọi việc vui tròn. Dù bao trong gai mỏi mệt vẫn một lòng sắt son. Thì năm qua ta dốc lực cho những giấc mơ trên đường. Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua, doanh thu ấy khai rồi thì còn buồn gì nữa ha. Gót khám hay đắt lịch tương là không dễ vẫn tăng cao, nghe khá bất ngờ. Dù áp mới giá đời, dù là đôi thu cũng khá căng, chỉ cần đóng lòng lọt được tốt ngay mới hay ghê. Thành công bước đầu bậc chỉ là thử thách thôi, đón chào thử thách. Vậy là hết một năm bao buồn bề vừa trôi qua, doanh thu ấy khai rồi thì còn buồn gì nữa ha. Quan cả mai đắt lịch tương là không dễ vẫn tăng cao, nghe khá bất ngờ. Dù áp mới giá đời, dù là đôi thu cũng khá căng, chỉ cần đóng lòng lọt được tốt ngay mới hay ghê. Thành công bước đầu bậc chỉ là thử thách thôi, đón chào thử thách. Ta cùng nhau nỗ lực là doanh thu gấp những lần. Dẫu bao trông gai đón chờ, đồng lòng không bó tay. Và năm nữa ta cùng dốc lực cho giấc mơ không riêng gì. Em hy vọng trong năm 2023 tới đây thì em sẽ đạt được những mục tiêu mà hiện tại em đang đề ra. Mình sẽ tư vấn được nhiều khách hàng hơn và bán thêm nhiều gói khám hơn. Với chỉ tiêu là sẽ gấp 10 lần so với năm 2023. Và sẽ có những điều trọn vẹn hơn trong gia đình cũng như là trong cuộc sống ạ. Ước mơ của em trong năm 2023 là Net On chuyển qua làm việc 4 ngày một tuần với các công ty lớn như thế giới. Ước mơ của em là trong 2023 App My Analytics sẽ đạt được 5 triệu lượt tải và tỷ lệ đăng lịch là 100%. Tôi có ước là năm 2023 khi mua sắm thì không phải xem giá. Năm 2023 thì ước mơ của em là Make On có thể hoàn thành được tất cả các mục tiêu mà ban tổ chức gốc giao cho, để cho thu nhập của anh em có thể được tốt hơn và bọn em có thể được tăng làm đúng giờ. Ngoài ra thì Make On có thể gắn kết hơn mọi người hơn với nhau ạ. Em ước mơ năm 2023 là em sẽ đi làm về đúng giờ. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Dương của tổ tư vấn. Năm 2023, mục tiêu và ước mơ của tôi tại MedOn sẽ như sau. Nhất là về mục tiêu, tôi mong là sẽ hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà được các lãnh đạo giao cho. Còn ước mơ của tôi là tất cả những người thành viên của MedOn đều kiếm được nhiều tiền hơn ạ. Trong năm 2023 tới, điều em mong muốn ở MedOn đó là sẽ có thêm nhiều đồng nghiệp mới, có thêm sự gắn kết, sự gắn bó với nhau, tất cả có thể có nhiều thành công hơn và mọi người sẽ có thể là có được nhiều thưởng từ các sếp ạ. Năm mới 2023 ước mơ của em khi ở MedOn là ngày nào đi làm cũng được vui vẻ, làm được điều mình thích này, là bác sĩ tư vấn chuyên môn tốt này và đạt được chỉ tiêu do sếp đề ra.
cũng như là công ty ngày một phát triển hơn năm cũ rất là nhiều, đạt được mục tiêu doanh thu là 50 tỷ. Đạt được mục tiêu doanh thu là 50 tỷ. Mục tiêu năm 2023 của em là cùng ban chỉ đạo ISO của NetOn hoàn thành kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại phòng tổng đài và phòng tư vấn của NetOn. Và cái thứ hai nữa là đào tạo được các cán bộ nhân viên mới có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ tốt, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phòng tổng đài NetOn. Xin cảm ơn. Ước mơ của mình với Medon là trong năm 2023 sẽ đạt được chỉ tiêu KPI mà ban tổng giám đốc đề ra, và mỗi một thành viên trong Medon sẽ được thưởng 10% của 300 triệu. Em ước năm 2023 thì tất cả mọi việc như đều thuận buồm xuôi gió. Năm 2023, tôi ước cho toàn thể cán bộ nhân viên của Medon có thật nhiều sức khỏe, ước cho Medon có một doanh thu thật là khủng để cán bộ nhân viên có một mức lương ổn định và thật là cao. Tại Medon thì tôi mới ước là sang năm 2023 Medon sẽ đạt chỉ tiêu 40 tỷ và số tổng đài 1900565656 là số điện thoại tin cậy của mọi khách hàng trên Hà Nội cùng với lại trên toàn quốc. Ước mơ của tôi cho năm 2023 là tập thể Medon vẫn giữ được tinh thần đoàn kết như của năm 2022 và chúng ta sẽ hoàn thành chỉ tiêu doanh thu mà tổng giám đốc đã đề ra và sẽ có lãi.